ngày 12 tháng 1, Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm bị cáo Trần Công Xuân, tự Chính Xuân, 53 tuổi, cùng 4 bị cáo khác trong vụ phóng hỏa đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự. Bị cáo Xuân cùng Nguyễn Quốc Tài Nguyên, 22 tuổi, Hồ Thanh Hải, 34 tuổi, bị xét xử tội hủy hoại tài sản, Trịnh Thanh Tú, 31 tuổi, tội che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới, 40 tuổi, tội không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, cuối tháng 6 năm 2020, Tài Nguyên dùng ly bia đánh một thanh niên để lại thương tích 27%. Sau đó, vợ của Xuân đi thương lượng bồi thường 10 triệu đồng nên nạn nhân bãi nại, không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tháng 8 năm 2020, Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Tài Nguyên. Lúc này, Thiếu tá Hồ Đình Huyên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự được giao thụ lý. Nghe Nguyên kể sự việc, Chính Xuân nói, thằng Huyên nó hại mày, muốn đâm hay đốt nhà nó là tùy mày. Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, Nguyên cùng Hải chở theo can xăng đến phóng hỏa nhà Thiếu tá Huyên để trả thù. Trong nhà lúc này có ông Huyên, con gái 3 tuổi, cùng vợ đang mang thai, nhưng rất may không ai bị thương. Vụ cháy đã gây thiệt hại tài sản hơn 24 triệu đồng. Tại tòa, 4 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Riêng Chính Xuân phản đối cáo trạng, cho rằng mình không xúi đàn em đi gây án. Hội đồng xét xử tuyên phạt Xuân 3 năm 6 tháng tù, Nguyên 4 năm 3 tháng tù, Hải 3 năm 9 tháng tù, bị cáo Tú 9 tháng tù và bị cáo Tới 6 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyên trước đó bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt của bị cáo này là 8 năm 6 tháng tù.